Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sáng nay Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã tạm giữ khẩn cấp đối tượng Hạ Thị Ngọc, sinh năm 2002, ngụ huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo công an, bằng hình thức chụp mã QR của các cửa hàng để tạo hóa đơn chuyển tiền giả, Ngọc đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Hà Thị Ngọc đã chụp mã QR của các cửa hàng rồi gửi cho người tên Hoài, không rõ tuổi, địa chỉ cụ thể quen biết qua mạng xã hội để tạo hóa đơn 2 triệu đồng mua quần áo ở quán của anh Vũ Hoài Dương ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tạo hóa đơn 650.000 đồng để trả tiền quán cơm của anh Đặng Văn Dương ở xã Cốc Sang, thành phố Lào Cai và tạo hóa đơn 1 triệu đồng để mua phí của chị Hoàng Thị Thanh Hòa ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Ngọc khi đối tượng đang lẫn trốn tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Cốc Lếu. Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nhờ người tên Hoài làm hóa đơn chuyển tiền giả để thực hiện hành vi lừa đảo nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố Lào Cai. Sau đó Ngọc trả cho Hoài 70.000 đồng tiền công. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.